Dương Mịch kém sắc trong định luật 80/20 của tình yêu, tất cả có phải do giả. Dương Mịch đã không giữ được phong độ trong phim mới, định luật 80/20 của tình yêu. Trong số những nữ diễn viên showbiz được chú ý hiện nay, Dương Mịch vào nghề từ sớm và sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Cô cũng khá mát tay trong việc chọn kịch bản, thành tích các bộ phim đều ở mức tốt. Tháng 11 này, Dương Mịch đã trở lại với hai bộ phim là Cảm ơn bác sĩ và Định luật 80/20 của tình yêu. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều không duy trì nhiệt độ tốt, thành tích chỉ ở mức bình thường. Bên cạnh diễn xuất nhạt nhòa, Dương Mịch còn bị chê khá nhiều về ngoại hình trong Định luật 80/20 của tình yêu. Nhiều khán giả nhận xét, ngoại hình của Dương Mịch dừ hơn so với Hứa Khải, diễn xuất hơi lố, đài từ không tốt. Tuy nhiên, tuổi thật của Dương Mịch và tuổi của nữ chính Tần Thi tương đương nhau. Do đó, nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật này là phù hợp và không có quá nhiều chênh lệch về tuổi tác. Nhưng vì sao vợ cũ của Lưu Khải Uy lại khiến khán giả cảm thấy cô kém sắc hơn khi đứng cạnh Hứa Khải? Theo phân tích của blogger, vấn đề không nằm ở tuổi tác mà là do trạng thái của nữ diễn viên. Từ khi vào nghề đến nay, Dương Mịch luôn là nữ diễn viên rất chăm chỉ. Để duy trì danh tiếng, cô liên tục gia nhập đoàn phim, tham dự sự kiện, xuất hiện trong chương trình tạp kỹ. Với khối công việc lớn, Dương Mịch khó có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Điều này cũng khiến nữ diễn viên trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống, đôi mắt ủ rũ không có hồn. Bên cạnh trạng thái mệt mỏi, diễn xuất của Dương Mịch cũng bị đi theo lối mòn. Cô thể hiện vai diễn theo bản năng chứ không hoàn toàn dựa trên tính cách nhân vật. Một yếu tố khác khiến Định luật 80/20 của tình yêu bị chê cười là diễn xuất của Hứa Khải. Trong phim, nam diễn viên khá đơ, cứng, hoàn toàn không thể hiện ra bất cứ trạng thái tính cách nào của nhân vật. Dương Mịch, Hứa Khải đóng tình yêu chị em nhưng không mang đến cảm giác chemistry. Bên cạnh đó, màu phim cũng là điểm trừ khiến tác phẩm này không nhận được sự yêu thích của khán giả. Theo dõi Star để cập nhật những thông tin mới nhất về Dương Mịch.